Chị thương mọi mình cho tất cả các em. Chắc hẳn bây giờ các em đang rất là ngạc nhiên tại sao hôm nay chị lại xấu xí như vậy đúng không? Bởi vì hiện tại chị không trang điểm em ạ. Chứ không trang điểm thì trông chị như thế này thôi. Thì tí nữa, ngay trong video này thì chị sẽ trang điểm, nhưng không phải trang điểm bình thường mà là trang điểm bằng thức ăn. Một cách trang điểm rất là đặc biệt và nó đã trở thành trào lưu vào năm 2013. Nhưng mà dạo gần đây thì nó mới rộ lên và khiến chị nhớ lại. Hôm nay chị sẽ thực hiện nó, bởi vì năm 2013 chị chưa có thời gian thực hiện. Các loại thức ăn dùng để trang điểm hôm nay gồm có: thứ nhất là bột mì, chị dùng bột mì làm phấn phủ. Thứ hai, bột cà phê. Bột cà phê chị dùng để kẽ mắt. Kẹo nhuộm lưỡi xanh và kẹo nhuộm lưỡi đỏ. Chị đang tính dùng kẹo nhuộm lưỡi đỏ để làm son môi, còn kẹo nhuộm lưỡi xanh cũng để dùng trang điểm cho mắt luôn. Cuối cùng đó chính là củ dền. Củ dền này thì nếu mà chị dùng kẹo nhuộm lưỡi đỏ không thành công thì chị sẽ dùng củ dền để tô môi, đồng thời cũng đánh má hồng luôn. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé, khá đơn giản đúng không các em? Tuy nhiên trước khi làm thì chị phải cột tóc lại cho gọn gàng đã, không thì thức ăn sẽ dính vào tóc. Chị thì sẽ bỏ qua các bước như là kem lót, kem nền, kem dưỡng. Chị sẽ dùng phấn phủ ngay. Để sử dụng một bộ cọ, chị sẽ chấm một ít vào bột mì. Phấn này có vẻ hơi trắng này. Chị sẽ soi gương để xem. Phấn này không dính được vào da, không vãi tùm lum các em ạ. Loại phấn này không dính vào da một tí nào. Bụi nữa. Bình thường khi đánh phấn chúng ta chỉ cần dậm 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 như thế này là nó dính rồi. Chị sẽ cho nhiều luôn bởi vì chị biết rằng nó sẽ rụng hết thôi. Cái lông mi của chị này cái chính toàn là bột. Wow, bột khắp người luôn. Cái áo của chị gớm quá. Trang điểm bằng đồ ăn không hề dễ. Có vẻ là đã trắng hơn một tí rồi. Chị sẽ đánh lông mày. Tại lông mày bây giờ đang dính rất là nhiều bột, cho nên chị phải đánh lông mày. Vẽ lông mày. Chị sẽ pha một ít nước vào trong cà phê. Dùng một cái cọ. Đây, chị đã dùng cái cọ này. Wow. Wow. Ra lông mày màu nâu luôn các em ạ. Có một sự khác biệt nhẹ ở lông mày của chị. Wow. Cũng khá là lên màu đấy. Ô, lệch rồi, lệch rồi. Hai bên lông mày bị lệch rồi. Ok, chị sẽ vẽ thêm ở dưới viền mắt. Trước tiên bôi lại cái hàng lông mi.
lông mi của chị thì dính đầy bột các em ạ. Kẽ mắt dưới, không thể kẽ mắt trên luôn. Oh, gớm quá. Đỉnh của sự gớm. Ôi, ok. Thế chị sẽ dùng kẹo nhuộm lưỡi để bôi cho mắt. Mắt xanh, môi đỏ. Để kẹo nhuộm lưỡi này có màu xanh tiết ra thì chị sẽ nhúng vào nước. Sau đó trà lên tay. Thử, chị thử ra màu thôi. Ồ, cũng ra màu khá là mặn, mạnh. Nhúng thêm một lần nữa. Và trà lại lên mắt. Ồ, chị nghĩ là chắc chị phải bỏ cái viên này ra. Cho thật nhiều nước màu xanh tiết ra. Kẹo thì dùng để ăn sẽ nhanh hơn, lưỡi sẽ nhanh xanh màu hơn. Thôi, cũng hơi xanh xanh rồi. Chị sẽ nhúng thêm vào nước nữa. Wow, hơi bị khó đây. Kẹo cứ bị gãy ra hoài. Mắt đã xanh rồi, bây giờ sẽ đến màu đỏ. Màu đỏ thì chị sẽ dùng kẹo nhuộm lưỡi đỏ luôn. Chị đang sợ là kẹo nhuộm lưỡi thì chị lên màu khi mà chúng ta nhai thôi. Wow. Chị sẽ đổ ra một cái bát. Rồi nó đổ thêm một chút nước. Và bóc kẹo ra. Wow, kẹo này khi bóp ra thì nó sẽ có màu đỏ, còn bên ngoài bình thường sẽ có màu xanh. Và bôi lên môi thử xem ạ. Đó các em ạ. Nhưng không đỏ lắm. Chị nghĩ rằng củ dền có thể sẽ đỏ hơn. Cái này khi cho lên mắt thì có khi thành màu xanh nữa chứ. Đúng rồi. Kẹo nhuộm lưỡi đỏ khi cho lên mắt thành màu xanh. Ô, nó dính cả màu đỏ nữa. Biết vậy lúc đầu thì chị đã lấy kẹo nhuộm lưỡi đỏ cho lên mắt rồi. Tiếp theo chị sẽ sử dụng cái màu đỏ của nó. Cũng đỏ rồi các em ạ. Không chỉ đỏ môi mà môi của chúng ta còn có vị ngọt và thơm nữa. Làm chị chỉ muốn liếm thôi các em ạ. Xong môi rồi thì chị sẽ trang điểm cho má của mình. Má thì chị sẽ sử dụng củ dền. Củ dền này thì chị thấy người ta hay dùng để dưỡng môi, bởi vì khi bôi lên môi thì sẽ làm hồng môi các em ạ. Chị sẽ thử cho các em cùng xem. Đó, nó có màu còn đậm hơn là cả kẹo nhuộm lưỡi của mình đấy. Rồi chị sẽ bôi lên má. Phải bên đây. Cái má của chị bây giờ còn đỏ hơn là môi. Tán cho nó thật đều ra. Thêm một ít củ dền vào môi.
Wow, vậy là chị đã xong rồi các em ạ. Chị đã trang điểm xong, bây giờ chị đã có một gương mặt sặc sỡ sắc màu. Các em thấy gương mặt của chị đẹp hơn lúc đầu hay là xấu hơn lúc đầu video? Hãy để lại bình luận cho chị biết với nhé. Còn bây giờ chị phải để gương mặt này sau đó đi lên shop thôi, để cho các chị nhân viên thấy chị đã trang điểm bằng thức ăn như thế nào. Video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các em thích gương mặt này của chị, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau.